Hello, vâng và chào mừng 500.000 anh em đang có mặt trên kênh của mình ngày hôm nay nha. Thì mọi người xem clip nếu mà cảm thấy hay thì có thể ủng hộ mình bằng cách đăng ký và để lại một like nếu cảm thấy like. Và bây giờ thì mình là AS Mobile đây, bây giờ mình sẽ vào trận đấu ranh. Và bây giờ thì đồng đội của mình đang đi đi toilet. Và bây giờ mình phải một mình chống chọi hết tất cả thế giới rồi. Ok, và bây giờ thì sẽ nhảy xuống khu vực Brazil. Và liệu rằng khu vực này có nhiều đứa hay không, các bạn hãy chờ xem. Ui trời, đậu phộng. Rồi, một mình cân hai rồi các bạn ơi. Nào nào, xuống đâu. À, có thanh niên bên kia. Nào. Qua liền. Đợi đó, à sẽ qua thôi. Nhanh thôi. Nào, có thằng. Ơi, đậu xanh ơi, sao lại lụm cung vậy đó hả? Lụm cung làm cái gì? Đậu xanh rau má trà đá bi ôm ơi. Trời đất ơi, bạn đâu? Bạn kêu bạn tới đây luôn. Bạn đâu rồi? À, bạn đây. Rồi, xong headshot nhá. Ok. Thêm một viên nữa nè. Rồi xong. Cực kỳ nguy hiểm đến từ pha bắn của AS Mobile. Các bạn thấy kinh chưa? Phê, cảm giác phê bắt đầu rồi. À, có thằng dưới đây. Chạy đi đâu con sâu này? Con sâu này không biết nó vô đây làm gì vậy? Đâu rồi? Ra đây. Đừng có sợ, AS sẽ không bắn đâu, chỉ giết thôi chứ không bắn đâu. Đâu rồi? À, dạ đau bụng à. Đậu xanh, thanh niên bị đau bụng, núp ở trong đây. Cực kỳ nguy hiểm rồi. Ok, có cái gì không? À, AK-47 nè. Rồi, mình khẩu M4A1 cũng được. Mình hay sử dụng khẩu M4A1 này thì chạy tới nè. Cái gì giống như bắn boss vậy các bạn ơi? Đậu xanh, những thanh niên này lao đầu ra như một vị thần luôn á. Đậu phộng, đậu xanh, đậu đũa, đậu đen, đậu hạ lan, đậu hũ, đậu ve. Chưa gì là giết bốn mạng. Ở boss đâu, nó like kìa, đậu xanh nó like kìa. Cực kỳ nguy hiểm. Có ai trên này không đó hả? Không có luôn. Giờ khu vực này nó lút đồ rồi. Xuống thôi. Bây giờ thì mình sẽ đi tìm nón ba với lại là giáp ba. Có ai ở đây không? Đi nâng cái giáp cái các bạn. À, Spat 12 nhưng mà mình không sử dụng nữa. Bây giờ thì trong trận đấu, tùy trận đấu mình sẽ sử dụng Spat 12 nha các bạn. Bom nè. Thùng xăng, có thùng xăng mình không lấy nha các bạn. Ok, ra đây hết đi nào. Ra đây hết đi, AS sẽ không bắn đâu thiệt mà. Chỉ cho vài viên thôi chứ không bắn. Nóng 1, độc xanh. Nóng 3 đâu, trời ơi, cần lắm một cái nóng 3. Trên đây không biết còn người hay không. Để mình lên mình tham quan trên này một xíu. Sau đó, hey, mà thôi, lấy chiếc xe xanh này đi xăng đi. Thì đồng đội của mình đang ở đâu? Trời ơi, 500m. Trời đất ơi, khổ thân. Anh ta đang đi bị đau bụng. Đi nặng nha các bạn. Có ai ở khu vực này không? Cho một tiếng bắn vào xe đi đó hả? Một tiếng bắn vào xe thôi, mình sẽ quay lại, mình lật ngược tình thế liền. À, thanh niên bò lạc rồi xong. Bay như một vị thần. Ơ, chết luôn à. Đầu phòng, đầu xanh, đầu đũa, đầu đen, đầu hà lan, đầu hũ, đầu que ơi, chết luôn kìa. Cực kỳ nguy hiểm rồi. Đồ tăng giáp vẫn còn luôn các bạn ơi. Ok, bây giờ thì mình sẽ tăng từ giáp 1 lên tới giáp 3 luôn. Thanh niên này chắc là bỏ đồng đội đi lạc, xong rồi đồng đội chết, xong rồi anh ta cũng chết theo luôn. Chúng ta đi tìm những thành viên khác trong bản đồ này. Liệu rằng còn kẻ địch ở xung quanh đây hay không? Chưa gì mình thấy mình giết 5 mạng rồi đó. Chắc trận này mình clear hết map quá.
chúng ta bắt đầu đi tìm có ai không đó hả? Có ai không? Ra đây đi, đừng sợ. Có ai không? Ra đây đi. Đậu xanh đậu phộng ơi, ra đây đi. Đậu đỏ đậu đen ơi, ra đây đi. Có thằng giáp này. Bữa mình bị tăng, mình đang tăng giáp bị thanh niên kia cạo đầu ức chế. Lần sau phải kỹ hơn khi mỗi lần tăng giáp nha các bạn. Không còn ai ở đây cả. Nó hình như là trong trận đấu này nó đi đâu hết rồi á. Cay. Còn ai không? Sao không thấy ai hết vậy nè? Thường thì mình sẽ đi xe xanh nha các bạn. Anh em nào chú ý chơi game nhớ đi xe xanh nha. Đừng đi những con xe khác mà bị bắn sấp mặt ráng mà chịu. Ở đâu đây thì mình nhớ không lầm có một cái tăng giáp ngay cầu nữa đó. Đúng rồi, ngay đây luôn nha các bạn. Đây, đây là cái tăng giáp. Thì anh em chơi map hoài thì anh em sẽ biết là ở chỗ nào có cái tăng giáp. Anh em tới đó tăng giáp của mình lên để được giáp trắng. Để mà kẻ địch bắn mình không xi nhê gì cả, cứ như là gãi ngứa vậy đó các bạn. Có án mạng xảy ra rồi, bây giờ mình phải đi tìm thôi. Tìm người đâu cho rồi. Không thấy ai hết vậy nè. Cây. Nó núp đâu hết rồi các bạn ơi. Tí nữa nếu mà có cái GAV thì mình sẽ chạy vào cái GAV để mà tìm những kẻ địch ở trong đó. Đâu rồi? Không có ai hết vậy. Buồn hiu luôn. Nói chung là mình cũng không có thích cái map này cho lắm. Mặc dù map này bắn rất là hay, nhưng mà cái map này nó khá là rộng. Đối với lại là 50 người, thà cái map này mà cho khoảng 100 người á thì bắn mới sướng tay các bạn. Chứ cho được có 50 người bắn chán lắm. Nhưng mà theo như mình suy nghĩ thì cái map này vẫn còn là nhỏ so với những game khác nha các bạn. Thì có hai thanh niên chạy xe nè, đậu xanh. Này thì chạy xe nè, chơi luôn. Này thì nhảy xuống. Rồi xong một em. Còn em thứ hai, đậu xanh ra đây. À bắn cao à, ngồi xuống này bắn cao nè, bắn cao mày muốn như cao mà đâu có được. Cực kỳ nguy hiểm đến từ pha bắn của AS Mobile. Các bạn thấy kinh chưa? 7 mạng rồi, đậu xanh đó. Phê, cảm giác phê bắt đầu rồi. Bây giờ thì mình sẽ để coi rút đồ nè, đồ rất là nhiều. Bao lô 3 nè, nón 3 nè. Như vậy là mình full phụ kiện rồi nha các bạn. Full phụ kiện rồi. Còn cái gì không? Còn cái gì loot không? Ây da, đậu xanh. Khó loot về trời, đậu phòng, đậu xanh, đậu đũa, đậu đen ơi. Còn đồ gì không? Đạn không à. Cực kỳ nguy hiểm. Đi thôi. Tiếp tục chuyên mục đi săn. Đậu xanh, kẹt xe rồi, khốn nạn thiệt. Này thì xe nè, ui xe vàng. Mình sẽ biến hòa hai xe vàng cho các bạn xem. Đó. Xem nào, đẹp chưa? Cực kỳ đẹp luôn. Trời ơi, đẹp quá. Rồi xe vàng kia sẽ mất. Rồi tiếp tục chương trình đi săn của mình bắt đầu rồi. Còn ai ở xung quanh khu vực này không? Ây da, đậu xanh. Quên học bằng lái nữa rồi. Chưa có bằng lái xe hơi nữa chắc. Đậu xanh đó. Bây giờ thì mình sẽ đi một vòng qua đây xem có ai lấy cái cục thính này hay không. Không có ai cả. Bo thì nó qua phía bên này rồi các bạn ơi. Vâng, chúng ta đã thấy đồng đội của mình đã bắt đầu di chuyển rồi.
Thì sau khi đi toilet xong, anh ta bắt đầu là chơi vào trận để phụ mình rồi. Nào, ra đây đi hết đi chứ. Có cần phải núp đến như vậy không? Có nghe tiếng xe không? Bây giờ thì mình sẽ tiếp... À, có GAV là có người. Có GAV là có người, đâu rồi? Có xe. À, có người, có thanh niên, có thanh niên, có thanh niên. Làm gì? À, đây, 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 đây. Bắn cái gì, bắn cái gì? Lo mà chạy đi, bay cao nào, nhảy cao nào nè. Còn một thằng nữa, đâu rồi? Một thằng nữa chạy lên. Đâu rồi? À, đây, 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 đây. Đậu xanh, đậu phòng, đậu phòng, đậu phòng, đậu phòng. Thôi, thôi, anh ơi, thôi, 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 từ từ, cái gì nó cũng phải từ từ chứ. Cái gì nó cũng phải từ từ. Từ từ rồi cháu nó cũng như. Ừ. Có một thanh niên đang bắn lén mình ở phía bên này. À, chạy đi đâu? Con sâu lông 16 máu, 12 máu, đậu xanh, giáp 3. Ok. Thanh niên này xác định với mình rồi. Này, 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 chạy đi đâu? Cực kỳ nguy hiểm. Chính mạng nghiêng về đội của AS Mobile. Đâu mất tiêu rồi? Ở đầu xanh. Nó chạy đâu mất tiêu rồi? Hay là bồ nó cứu rồi, đậu phộng nó cực kỳ nguy hiểm rồi. Đâu rồi? Ở kia. Thằng này đâu? À, nằm đây à. Nằm đây à, nằm đây à. GAV ơi, bây giờ mình sẽ chạy vô cái GAV. À, GAV qua mình rồi này. Chẳng có gì ngoài bom băng cả. Mình còn hai quả bom băng. À, có thằng núp bên này, núp bên này. Săn luôn nè. Này thì đứng đứng đó làm gì? Ủa? Hào tu. Thằng này bị bệnh nè. Rồi nó đứng đó làm gì ta? Quăng quả bom nè, thôi đi. Chết tươi, đùng. What? Ơi, đậu xanh. Con à, rồi xong. Chết luôn. Ngáo nè. Có biểu hiện, cái này là có biểu hiện rồi các bạn ơi. Ok, tiếp tục nào, mình sẽ di chuyển vào bo thôi. Sao trận này toàn những thanh niên ngáo ngơ nhất thế giới không vậy ta? Thường trường thường thường có mấy trận mình bắn rất là gắt luôn. Trời ơi, một thanh niên mà nó giết gần nửa map. Đụng độ thanh niên nó bắn rất là sướng. Á, thùng phi, hai bên đang bắn nhau cực kỳ gắt và mình chỉ cần gãi ở đây gãi thôi. Rồi rồi rồi, một em rồi, bắt đầu gãi tiếp nào. Nào 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 nào, rồi xong. Thấy gì chưa các bạn, thấy gì chưa? Có giảm thanh thì chỉ cần đứng xa và gãi thôi, không cần phải làm gì cả. Chết luôn nè. Ù, tên lớp gì. Ơ, có xe. Chạy đi đâu con sâu, một viên vào đầu rồi. Nhảy xuống là bất tử liền rồi xong. Như vậy là mình đã sở hữu cho bản thân 14 mạng. Và còn 4 thằng trên bản đồ nữa mà thôi. Liệu rằng 4 thằng này mình có giết được nữa hay không, các bạn chờ xem nhé. Đây, vâng, thì đồng đội của mình đã đi toilet xong rồi. Anh ta đang vào nhây nhây cho vui. Thì trước đầu trận chơi anh ta kêu là bằng toilet quá, nên là mình mới kêu là thôi cứ kiếm chỗ nào núp đi thì AS sẽ cân hết cho. Cực kỳ nguy hiểm. Đâu rồi, ra đây hết đi. Cái bo thì đang bo vào rồi và mình đang cần tìm những thanh niên cuối cùng trên bản đồ này nữa mà thôi. Với bộ combo, nói chung là combo này mình thấy nó cũng ổn định. Thanh niên làm gì vậy? Làm gì đó? Tuyệt chiêu gì vậy? Tuyệt chiêu nằm đết hả? Đậu xanh. À, tuyệt chiêu đổi súng đó mà. Trời, đậu, các bạn thử nằm xuống xong rồi các bạn đổi súng liên tục là bò, nó rất là mắc cười. Bò rất là mắc cười nha các bạn. Thấy không? Thấy thanh niên bò chưa? Đậu xanh bò kìa.
Kính chưa. Còn đây là cái cách bắn M4A1 của mình. Đè nút bắn bên tay trái và nhấp nhả. À, đã nghe tiếng súng bắn ở phía trên này. Bây giờ thì lên KS mà thôi. Đâu rồi? Đây có thanh niên nè. Chui ra đây. Đúng rồi. Xong. Phim. Ấy, có thanh niên. Gì đây? Gì? Ủa? How to? Đứng cho bắn luôn nè. Rồi, ok. Này thì gài đạn nè. Vâng, thanh niên này đã quay bộ đồ gì đây? Bộ đồ đường phố. Ấy da, bị bắn rồi nha. Thằng cuối cùng ở đâu rồi vậy đó hả? Ra đây đi, AS sẽ không bắn đâu. Vệt dao thôi. 16 mạng, trời ơi. Kinh. À, bị bắn rồi nha. Này thì bắn nè. Chạy đi đâu con sâu. Ra đây đi, đừng sợ, AS sẽ không bắn đâu mà. Chuẩn bị nào. Ra đây, ngóc cái đầu ra thôi. Đậu xanh nhà nó. Rồi xong. Ok, cảm ơn tất cả các bạn đã đón xem clip của mình. Nhớ đăng ký kênh của mình và cho video một like nếu cảm thấy hay nha. Cảm ơn tất cả các bạn đã đón xem video của mình. Nhớ đăng ký kênh của mình và bật nút chuông lên để mỗi lần mình đăng video các bạn sẽ nhận được thông báo. Và đừng quên đăng ký kênh AS Mobile Streamer của mình và kênh AS Mobile Vlog nha các bạn. Vâng, và cảm ơn tất cả các bạn rất là nhiều. Bye bye.